và sau đây là phần tin hoa kỳ tổng thống biden tuyên bố việc giải quyết khẩn cấp cuộc khủng hoảng nhân đạo tại gaza là ưu tiên hàng đầu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông đang đặt ưu tiên hàng đầu việc giải quyết khẩn cấp của khủng hoảng nhân đạo tại giải Gaza và cam kết sẽ giải cứu những người Mỹ bị bắt làm con tin trong các cuộc tấn công của phe Hamas. Phát biểu tại một bến cảng vận chuyển ở Philadelphia, Tổng thống Biden nói là hơn 1.000 người vô tội đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất là 27 người Mỹ. Hamas đã khiến cho Al-Qaeda có vẻ như là quá hiền, chúng rõ ràng là quỷ dữ. Như tôi đã nói ngay từ đầu, Hoa Kỳ sẽ đứng về phía Israel. Chúng tôi bảo đảm rằng Israel sẽ có những thứ cần thiết để tự vệ và đáp trả những cuộc tấn công của Hamas. Ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là khẩn cấp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Theo lệnh của tôi, các nhóm của chúng tôi đang làm việc trong khu vực, bao gồm liên lạc trực tiếp với chính phủ các nước Israel, Ai Cập, Jordan và các nước Ả Rập khác, cũng như là Liên Hiệp Quốc, để tìm kiếm và hỗ trợ nhân đạo. Chúng ta không thể quên sự thật rằng đại đa số người Palestine không liên quan gì đến Hamas và các cuộc tấn công kinh hoàng của nhóm này, và họ cũng đang phải chịu thống khổ. Tôi đã nói chuyện qua Zoom với gia đình của tất cả các công dân Mỹ vẫn còn còn bị mất tích tại Israel. Tôi cam kết với họ là sẽ làm mọi thứ có thể để đưa tất cả mọi công dân Mỹ bị mất tích đoàn tụ với gia đình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đến Israel để hội đàm khẩn cấp và làm những việc quan trọng khác trong bối cảnh đã có những quan ngại là xung đột có thể lan rộng khắp khu vực. Ông Austin tuyên bố là quân đội Hoa Kỳ không đặt ra bất cứ điều kiện gì về việc hỗ trợ an ninh cho Israel và cho biết thêm rằng Washington kỳ vọng Israel sẽ làm những điều đúng đắn. Hôm thứ Sáu, quân đội Israel đã kêu gọi tất cả dân thường tại thành phố Gaza, hơn 1 triệu người phải di tản về phía nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trong khi quân đội của nước này tập trung xe tăng cho một trận đánh lớn trên bộ, dự báo sắp diễn ra nhằm đáp trả cuộc tấn công tàn bạo của nhóm hiếu chiến Hamas. Phát ngôn nhân tòa bạch ốc John Kirby nói rằng, việc Israel kêu gọi hơn 1 triệu thường dân tại Gaza phải ra đi trong vòng 24 tiếng sẽ là một yêu cầu rất khó thực hiện hôm thứ sáu các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên khắp thế giới theo lời hiệu triệu của cựu thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal tại Hoa Kỳ hàng ngàn người đã xuống đường tuần gần quảng trường Times Square ở Manhattan thành phố New York đòi độc lập cho người Palestine và chỉ trích thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi chính phủ của ông tăng cường tấn công vào Gaza để trả đũa các cuộc tấn công của Hamas những người biểu tình, nhiều người đeo mặt nạ để che giấu danh tính, đã hô vang những khẩu hiệu như tự do cho Palestine và nên Yahoo hôm nay ông đã giết bao nhiêu đứa trẻ. Một người tham gia cuộc biểu tình nói, New York sát cánh cùng người dân Palestine và người dân Gaza, những người hiện đang phải chịu đựng bạo lực diệt chủng của nhà nước Israel trong cuộc bao vây tàn bạo và cúp điện cúp nước cho hơn 2 triệu người đang bị nhốt trong lòng. Một người khác nói, hết lần này đến lần khác trong 75 năm qua, chúng ta đã sống dưới chế độ diệt chủng và phân biệt chủng tộc, và khi cuối cùng chúng ta có ý chí chống trả thì lại bị gọi là những kẻ khủng bố. Đây là một cuộc cách mạng. Cùng ngày, một cuộc biểu tình khác được tổ chức tại thủ đô Washington, DC gần tòa Bạch Ốc để ủng hộ cho Israel. Cuộc biểu tình có sự tham dự của các chính trị gia, các nhà ngoại giao và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Lên án Hamas đã lạm dụng đức tin Hồi giáo bằng cách giết người nhân danh Allah nhiều cuộc biểu tình và tuần hành tương tự ủng hộ cho cả palestine lẫn israel đã diễn ra tại khắp các thành phố lớn trên khắp nước mỹ các cơ quan thực thi pháp luật hoa kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ cộng đồng do thái và hồi giáo đặc biệt là tại hai thành phố đông dân nhất nước mỹ new york và los angeles mặc dù chính quyền khẳng định họ không nhận được bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào cơ quan điều tra liên bang fbi đang thông cáo xác nhận FBI đã biết về lời kêu gọi hành động toàn cầu hôm thứ Sáu có thể dẫn đến các cuộc biểu tình tại các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. FBI khuyến khích người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác. Phát ngôn nhân tòa Bạch Ốc, ông John Kirby cho biết các quan chức chính quyền tổng thống Biden đã lường trước các mối đe dọa có thể xảy ra và đã làm việc với các quan chức tiểu bang và địa phương về các biện pháp phòng ngừa chính quyền tổng thống biden cân nhắc bổ sung thêm các hạn chế mới về chip ai đối với các doanh nghiệp trung quốc chính quyền tổng thống joe biden đang xem xét giải quyết một lỗ hỏng quy định vốn cho phép các công ty của trung quốc tiếp cận được với chip trí tuệ nhân tạo của mỹ thông qua các chi nhánh của họ ở nước ngoài hồi năm ngoái hoa kỳ đã công bố những hạn chế mới đối với việc chuyển chip ai và công cụ sản xuất chip sang trung quốc tuy nhiên những quy định đó sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới trong đợt hạn chế đầu tiên chính quyền tổng thống biden vẫn để cho các công ty con ở nước Nước ngoài của các công ty Trung Quốc có quyền truy cập tự do vào các vật liệu bán dẫn. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều loại chip điện tử và chất bán dẫn có thể dễ dàng được tuồn lậu vào Trung Quốc, hoặc là người dùng Trung Quốc vẫn có thể nắm nguồn cung từ xa. Hậu quả là những con chip trong danh sách cấm của Hoa Kỳ vẫn được bán chui tại Trung Quốc nay thì Washington đang cân nhắc thêm nhiều biện pháp mới để bịch lỗ hỏng của quy định này. Các chuyên gia giải thích là mặc dù việc vận chuyển những con chip AI tới Trung Quốc là bất hợp pháp, thế nhưng rất khó để Hoa Kỳ có thể kiểm soát được tất cả mọi giao dịch. Đồng thời, các nhân viên tại Trung Quốc vẫn có thể truy cập từ xa và hợp pháp vào các con chip được đặt tại các công ty con của họ ở nước ngoài. Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn sự gia tăng năng lực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, được cho là để hỗ trợ cho quân đội của nước này phát triển các hệ thống chiến đấu không người lái. Tiềm năng AI của Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tiếp cận chip của mỹ theo một bản báo cáo được công bố hồi năm ngoái, trong số 97 chip AI riêng lẻ được mua thông qua các cuộc đấu thầu của quân đội Trung Quốc trong khoảng thời gian dài 8 tháng vào năm 2020, thì gần như tất cả đều do các công ty của Mỹ như là Nvidia, Silence, Intel và Microsoft thiết kế. Chính quyền Tổng thống Biden nay đang nỗ lực tìm cách đóng các lỗ hỏng cho phép chip AI bị tuồn sang Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là họ sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động của phía Hoa Kỳ và sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích của Bắc Kinh. Tôi cao pháp viện chặn lệnh cấm chính quyền Biden không được liên lạc với các công ty mạng xã hội. Tôi cao pháp viện hôm thứ Sáu đã tiếp tục duy trì lệnh ngăn chặn các hạn chế do các tòa cấp dưới áp đặt, cấm chính quyền của Tổng thống Joe Biden liên lạc và khuyến khích các công ty mạng xã hội xóa bỏ những nội dung sai lệch, bao gồm cả về bầu cử và COVID. Thẩm phán bảo thủ Samuel Alito tạm thời hoãn lệnh sơ bộ hạn chế cách mà tòa Bạch Ốc và một số quan chức liên bang khác liên lạc với các nền tảng truyền thông xã hội trong khi chờ chính quyền kháng cáo cho đến ngày 20 tháng 10. Điều này sẽ giúp các thẩm phán có thêm thời gian để xem xét yêu cầu của chính quyền nhằm ngăn chặn lệnh cấm của tòa cấp dưới, vốn phán rằng việc các quan chức chính quyền ép các mạng xã hội kiểm duyệt một số bài đăng của người dùng đã vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Đây là lần thứ ba tối cao pháp viện đã tiếp tục gia hạn việc chặn lệnh cấm của tòa dưới. Trước đó ngày 4 tháng 7, thẩm phán tòa địa hạt liên bang tại Louisiana, ông Terry Doughty, do cựu tổng thống Trump bổ nhiệm, đã phán quyết cấm một số cơ quan liên bang bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Nội an, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC không được liên lạc và uy hiếp các công ty mạng xã hội lệnh cấm được đưa ra sau khi tổng trưởng lý hai tiểu bang missouri và louisiana đệ đơn kiện cáo buộc các quan chức chính quyền tổng thống biden đã kiểm duyệt theo ủy quyền của chính phủ bằng cách dựa vào các công ty truyền thông xã hội để gỡ bài đăng hoặc đình chỉ các bài tài khoản người dùng vi phạm chính quyền tổng thống biden kiện lên tòa kháng cáo lập luận rằng phán quyết của tòa sẽ ảnh hưởng đến khả năng của chính phủ trong việc chống lại thông tin sai trái lan truyền trên mạng xã hội trước tình hình khủng hoảng đảng cộng hòa đề cử ông jim jordan làm chủ tịch hạ viện dân biểu Jim Jordan đã giành được sự đề cử của đảng Cộng hòa cho chức vụ chủ tịch hạ viện, nhưng vẫn chưa đạt đủ 217 phiếu bầu tối thiểu cần thiết để có thể đắc cử. Trong cuộc bỏ phiếu kính đầu tiên vào hôm thứ sáu, ông Jordan nhận được 124 phiếu so với 81 phiếu bầu cho dân biểu Austin Scott là người vừa tuyên bố tranh cử vào giờ chót. Trong vòng bỏ phiếu thứ nhì, ông Jordan giành thêm được một số phiếu tăng lên thành 152 phiếu so với 55 phiếu của ông Scott. Như vậy là vẫn có tới một khoảng một phần tư các thành viên đảng Cộng hòa tại hạ viện vẫn không ủng hộ cho ông Jordan. Đảng Cộng hòa sau đó tuyên bố sẽ về nhà trong hai ngày cuối tuần, chứ không tiếp tục ở lại làm việc. Hồi đầu tuần, dân biểu Steve Scalise, trưởng khối đa số Hạ viện và là nhân vật đứng thứ nhì của phe Cộng hòa, đã thắng ông Jordan trong cuộc đua giành đề cử chức chủ tịch Hạ viện. Nhưng khi tình thế rõ ràng cho thấy là ông sẽ không kiếm đủ số 217 phiếu cần thiết để đắc cử, vì nhiều người vẫn tuyên bố ủng hộ cho ông Jordan, ông Scalise đã rút khỏi cuộc đua. Ông Jordan hiện là chủ tịch ủy ban tư pháp Hạ viện, người bảo thủ cứng là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump. Hồi tuần trước, ông Trump tuyên bố ủng hộ cho ông Jordan giữ chức vụ chủ tịch Hạ viện. Một số thành viên đảng Cộng hòa cho biết vấn đề của họ nghiêm trọng hơn là việc thiếu sự lãnh đạo của đảng. Dân biểu Kha Mặt tuyên bố đó là sự thiếu niềm tin. Chúng ta cần giải quyết vấn đề này trước khi có thể thật sự bầu ra được một chủ tịch Hạ viện. Sang qua các bản tin địa phương tại miền Nam California, một ông ở Long Beach bị tuyên án 17 năm tù trong vụ đột nhập vào nhà dân định ăn cắp. Sean Hernandez, 31 tuổi, cư dân thành phố Long Beach, đã bị tuyên án 17 năm tù trong vụ cùng đồng bọn đột nhập nhà dân để ăn cướp hồi đầu năm nay. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 9 tháng Giêng tại Simi Valley. Cảnh sát Simi Valley nhận được tin báo bọn trộm đã đập bể cửa kiến sliding door, định đột nhập vào một ngôi nhà. Khi cảnh sát đến hiện trường, nghi can lái chiếc Dodge Charger danh tánh sau đó được xác định là Karenga Williams đã lái xe tẩu thoát, bỏ lại đồng bọn trong đó có nghi can Hernandez. Cảnh sát rượt theo suốt một đoạn, chiếc xe sau đó tông vào xe khác nên phải dừng lại. Khi khám xe, cảnh sát đã phát hiện ra thông tin nhận dạng của nghi can Hernandez. Tại hiện trường vụ trộm, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều bằng chứng khác bao gồm mặt nạ trượt tuyết, áo sweatshirt, bao tay và một số túi ở sân sau nhà hàng xóm. Các nhà điều tra đã phát hiện ra DNA của Hernandez trên chiếc bao tay bị vứt lại. Họ cũng truy ra các dữ liệu thuê xe Uber của Hernandez cho thấy hắn ta đã gọi xe chở mình từ khu nhà bị trộm ở Simi Valley trở về Los Angeles. Trong phiên xử ngày 1 tháng 8, nghi can Sean Hernandez đã bị bồi thẩm đoàn kết án tội cướp cấp độ 1 và tội đồng lõa ăn cướp cấp độ 1. Nghi can Karenga William đã bị tuyên án 1 năm 8 tháng tù trong phiên xử trước đó. Irvine sẽ dùng drone để ứng phó với các tình huống khẩn cấp trước khi cảnh sát đến hiện trường. Sở Cảnh sát thành phố Irvine cho biết họ sẽ bắt đầu chương trình thử nghiệm dùng drones điều khiển từ xa để thu thập thông tin trong các tình huống khẩn cấp trước khi cảnh sát đến hiện trường. Chương trình thử nghiệm với chi phí khoảng 100.000 Mỹ Kim sẽ do cơ quan cứu hỏa quận Cam tài trợ, theo dự kiến sẽ khởi động vào cuối tháng này, và nếu thành công, chương trình sẽ được mở rộng. Theo quy trình hoạt động hiện hữu của Sở Cảnh sát Irvine, cảnh sát trước tiên phải tiếp cận hiện trường rồi mới khởi động drones nên tốn nhiều thời gian hơn. Với quy trình mới, drone sẽ được bố trí sẵn tại một vị trí cố định đặt trên nóc tòa nhà cao tầng, còn người điều khiển ngồi ở trung tâm điều khiển. Phát ngôn nhân sở cảnh sát Irvine Trung sĩ Chris B. cho biết những chiếc drones đó sẵn sàng được sử dụng ngay lập tức. Vì bay trên cao, drone không những giúp cảnh sát nhìn xa hơn và rộng hơn, mà còn hỗ trợ tức thì từ trên không. Chẳng hạn mới đây ở Chula Vista, San Diego County, nơi cũng đang có chương trình thử nghiệm drones, đã xảy ra một tình huống cảnh sát tưởng một nghi can đang có súng. Thế nhưng video từ drone cho thấy là nghi can này chỉ cầm một cái hộp quạt. Sau khi xem video từ drone, cảnh cảnh sát quyết định đã không can thiệp sự việc kết thúc mà không có cảnh sát hoặc người dân nào bị thương. Sở cảnh sát thành phố Irvine cũng cho biết thêm rằng họ dự định sẽ mở trang web cung cấp thông tin hoạt động của drone nhằm mục đích là minh bạch để dân chúng biết rõ cách thức và lý do drone đang được dùng trong chương trình thử nghiệm này ra sao. Những đoạn phim do drone thu thập mà không có giá trị làm bằng chứng sẽ không được lưu trữ. Cảnh sát cũng sẽ không trang bị vũ khí cho bất kỳ chiếc drone nào cả. Sở cảnh sát thành phố Irvine đã bắt đầu sử dụng drone từ năm 2019 tập trung vào các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng các hiện trường vụ án tìm kiếm nghi can đã trốn khỏi hiện trường cũng như xác định vị trí những người bị mất tích và đó là các bản tin hoa kỳ cũng như là tin địa phương sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin đến từ việt nam xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi